Sammacca Sammadanya Vimuttassa Upasantassatadino. Vajra tâm ý an tịnh, lời an nghiệp cũng an, chánh trí chân giải thoát, tịnh lạc là gì ấy? Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sang tăng tát sa ma măng hồ ti san ta hoa cha ca mặt cầm ma cha sam ma đành nhà vi mô ta sa u ba sang ta sa ta đi nô sang tăng ta sa ma măng hồ ti san ta hoa cha cha cầm ma cha sam ma đành nhà Vimuttassa upasantassa tadino. Tâm an thì nghiệp cũng an, lời ăn tiếng nói lại càng an hơn, sống đời hiểu biết chánh chơn, thanh bình siêu thoát sa môn Phật Đà. Bản dịch của Hòa Thượng Gia Đức, kính mời chị Trần Đạo. Cảm ơn chị Đặng Đông. Nam mô Bích Thai giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Con kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Đặng Đông, chị Nhật Mình cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 96 ạ. Sẵn tăng ta sa mà nhăn hô ti sẵn ta qua cha cha cầm ma cha sầm ma đanh nha vì muôn ta sa ô ba sẵn ta sa ta đi nô sẵn tăng ta sa mà nhăn hô ti sẵn ta qua cha cha cầm ma cha sam ma đan nha vi mô ta sa ô ba sang ta sa ta ni no. Sẵn tăng ta sa nhu mô ti sẵn ta qua cha cha ma cha sam ma đan nha vi mô ta sa ô ba sang ta sa ta ni no. Người tâm ý an tịnh, lời an nghiệp cũng an, chánh trí chân giải thoát, tịnh lạc là gì ấy? Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sẵn tăng ta sa mà nhân hô ti sẵn ta va cha cha cầm ma cha sam ma đan nha vi mô ta sa ô ba sang ta sa ta ni no sẵn tăng ta sa mà nhân hô ti sẵn ta qua cha cha cầm ma cha sam ma đan nha vi mô ta sa ô ba sang ta sa ta ni mô sẵn tăng ta sa mà nhân hô ti sẵn ta qua cha cha cầm ma cha sam ma đan nha vi mô ta sa ô ba sang ta sa ta ni no. Tâm an thì nghiệp cũng an, lời ăn tiếng nói lại càng an hơn, sống đời hiểu biết chánh chơn,
thanh bình siêu thoát sa môn Phật Đà. Đó là phổ thơ của thượng tọa dưới đất. Dạ con đã kể xong, xin gửi mic lại cho vị kế tiếp ạ. Xin mời Sít Ái Minh ạ. Dạ, yeah, sau khi làm thầy, cảm ơn chị Trần Bảo. Nam mô Phật Tà Giá, Nam mô Thần Mà Giá, Nam mô Phật Khà Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh. Ấy mình kính chào quý anh chị, kính ơn chị Trần Đông, chị Nhật Quỳnh, chị Trần Bảo. Con xin được trở bài câu pháp cú số 96. Sanh tăng tát sa man năng hu tí sanh ta qua chờ cha cầm ma cha cầm ma đàn nhà vi mu tát sa u ba sanh tát sa ta đi nô sanh tăng tát sa ma măng hu tí phần ta qua cha cha cầm ma cha cầm ma nhà vi mu ta sa u ba sanh ta sa ta di nô phần tăng ta sa ma mang hu ti phần ta qua cha cha cầm ma cha cầm ma đan nhà vi mu ta sa u ba tâm ta sa ta đi nô. Người tâm ý an tịnh, lời an nghiệp cũng an, chánh trí chân giải thoát tịnh lạc là vị ấy. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Sanh tăng tát sa man năng hù trí sanh ta qua cha cha cầm ma cha cầm ma đàm nhà vi mu ta sa u ba sanh ta sa ta đi nô. Sanh tăng ta sa ma năng hu ti sanh ta qua cha cha cầm ma cha cầm ma đan nha vi mu ta sa u ba sanh ta sa ta di mu. Tăng thì nghiệp cũng an, lời ăn tiếng nói lại càng an hơn, sống đời hiểu biết chánh chơn, thanh bình siêu thoát, tha môn Phật Đà. Phổ thư của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, mình đã trả lời xong, kính dân nước lời đào tràng. Dạ, sa thu lan thầy xin đại mình. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Kha Giá. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tứ Tăng. Kính đảnh lễ Đại Đức Minh Hạnh, kính chào cô tu nữ Tuệ Duyên cùng các quý đạo hữu trong rung. Và con xin được cái kinh pháp cú số 96. Sẵn tăng tát sa ma năng hô tí sẵn ta vá cha cha cầm ma cha sẵn ma đánh nhà vi mô tát sa ô pa sẵn tát sa ta đi nô sẵn tăng tát sa ma năng hô tí sẵn ta vá cha cha cầm ma cha sẵn ma đánh nhà vi mô tát sa ô pa sẵn tát sa ta đi nô sẵn tăng tát sa ma măng hô tí sẵn ta vá cha cha cầm ma cha sẵn ma đánh nhà vi mô tát sa ô pa sẵn ta ta đi nô sẵn tăng tát sa ma năng hô tí sẵn ta vá cha cha cầm ma cha sẵn ma đánh nhà vi mu tát sa ô pa sẵn tát sa ta đi nô sẵn tăng tát sa ma năng hô tí sẵn ta vá cha cha cầm ma cha sẵn ma đánh nhà vi mu tát sa ô pa sẵn tát sa ta đi nô
người tâm ý an tịnh, lời an, nghiệp cũng an, chánh trí trơn giải thoát, tỉnh lạc là vì ấy. Bản dịch của Ngài Minh Châu: tâm an thì nghiệp cũng an, lời ăn tiếng nói lại càng an hơn, sống đời hiểu biết chánh trơn, thanh bình siêu thoát sa môn Phật Đà. Và bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và con vừa kể xong bài kinh pháp cú số 96. Avatana xin được kính mời cô tu nữ tuệ duyên kể tiếp nha. Sa thú lần thay và kính cảm ơn của Phật Thành Á. À dạ, Nam Mô Tham Ma dạ, Nam Mô Sang Kha dạ. Con thành kính lãnh lễ Đức Phật dạ. Con kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức. Kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Dạ, bây giờ tôi kể câu pháp cú số 90. San tăng ta sa bồ tì san ta qua cha cha cầm ma cha sam ma đanh nha vi buồn ta sa u pa san tap satta dino san tăng ta sa ho ti san ta qua cha cha cầm ma cha sam ma đanh nha vi một tất sa u pa sa sa ta đi no. Người an tịnh, lời an nghiệp cũng an, chánh trí chơn giải thoát, tịnh lạc là vị ấy. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. San tăng ta sa ma năng hô ti san ta qua cha cha cầm ma cha sam ma đanh nha vi một ta sa u pa tap sa ta di no. Tâm an thì nghiệp cũng an, lời ăn tiếng nói lại càng an hơn, sống đời hiểu biết chánh chơn, thanh bình siêu thoát sa môn Phật Đà. Và Phổ Hòa Thượng Giới Đức. Và tự nhiên đã kể xong. Bây giờ tự nhiên xin trả mic lại trễ một chút, cho nên là dạ chắc bây giờ chắc mời Nhật nhập. Dạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô Tệ Duyên. Dạ, cảm ơn sự cảm động cả Nhật mình biết được tín hiệu. Dạ, mến chào. Dạ, kính chào, kính cảm ơn Minh Bát Tha Na, kính cảm ơn cô Tệ Duyên cả Nhật mình biết được tín hiệu. Dạ, mến chào Sích Vô Thường. Vô Thường ơi, có nghe được âm thanh Nhật mình không? Có cầm mic được không? Dạ, nếu cầm mic được, Nhật mình mến mời Sích Vô Thường ạ. À. Giao thường cho một tín hiệu đi, cho bàn tay đi, Nhật Quỳnh nhường mít. Nam Mô Bụt Hà dạ. Được không? Vô thường cầm mít được không? Alo, alo. Giao thường cầm mít được không? Cầm mít đi, chào đạo tràng. Rồi, mời vô thường nha.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính đạo tràng cho con xin biết tín hiệu. Dạ, dạ con thành kính tri ân. Con xin cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh và cô tu nữ Tệ Duyên cùng quý anh chị em đạo hữu trong đạo tràng. Dạ, dạ kính chào huynh Vát Sana. Hôm nay cô thường xin trả bài 96 mấy hôm nay nói không có nổi, thành thử ra không có vô rùm. Dạ. Sang tăng ta sa ma năng hồ ti sang ta qua cha ca cầm ma cha sam sam ma đan nhà vi mu ta sa u ba sang ta đi nô. Người tâm ý an tịnh, lời an nghiệp cũng an, chánh trí chân giải thoát tịnh lạc là vị ấy. Hòa thượng Thích Minh Châu. 96. Tâm an thì nghiệp cũng an, lời ân tiếng nói lại càng an hơn, sống đời hiểu biết chánh chơn, thanh bình siêu thoát, sa môn Phật Đà, Hòa thượng Giới Đức. Sang ta sa ma năng hô ti sang ta qua cha ca cam ma cha sam ma đan nha vi mut tat sa Uba santa sada ti di nom sang tang ta sa manang ho ti sang ta waka jakamma cha sama danya wimustasa Upa Santa Sata Dino Santang Tasa Manang Hoti Santa Waja Kakamaja Samadanya Vimuttasa Upa Santa Sata Dino. Người tâm ý an tịnh, lời an nghiệp cũng an, chánh trí chân giải thoát tịnh lạc là vị ấy. Hòa thượng Thích Châu. Tâm an thì nghiệp cũng an, lời ân tiếng nói lại càng an hơn, sống đời hiểu biết chánh chơn, thanh bình siêu thoát, sa môn Phật Đà. Hòa thượng Giới Đức. Dạ, con thành kính tri ân quý sư và quý đạo tràng cùng quý anh chị em trong đạo hữu. Dạ, vô thường đã trả bài xong. Dạ, con kính mời đạo hữu kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Sa thú, kính cảm ơn sức vô thường. Dạ, đồng huynh Vát Tha Ná cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ con xin được ôn bài pháp của kinh số 96, và con giờ này con cũng chưa có thấy đại đức Minh Mẫn vào đạo tràng nên con xin được ôn bài. Dạ, con kính mong quý ngài, nếu không có đại đức Minh Mẫn vào đạo tràng, con xin quý ngài thay y ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, con xin được ôn bài ạ.
san tăng ta sa ma năng hồ ti san ta quả cha chắc cầm ma chắc sam ma đàn nhà quy mút ta sa u ba san ta sa ta di nô san tăng ta sa ma năng hồ ti san ta quả cha chắc cầm ma chắc sam ma đàn nhà quy mút ta sa u ba san sa ta di nô. Người tâm ý an tịnh, lời an nghiệp cũng an, chánh trí chân giải thoát, tịnh lạc là vị ấy. Và đây là bản kiểu ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Sành tăng ta xa, mà năng hô ti, sành ta qua cha, cha cẩm ma cha, thầm ma đanh nha, vị mua ta xa. Ô ba sanh ta sa ta đi nâu. Sanh tăng ta sa sa năng hô ti sanh ta qua cha cha cẩm ma cha sam ma đanh nha vị mô ta sa ô ba sanh ta sa ta đi nâu. Tâm an thì nghiệp cũng an, lời ăn tiếng nói lại càng an hơn. Sống đời hiểu biết chánh chơn, thanh bình siêu thoát sa môn Phật Đà. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư Trung Đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và Nhật Quỳnh kính lễ cư tu nữ Viriya Ratana. Và Nhật Quỳnh cũng kính lễ cư tu nữ Minh Dung. Dạ. Nhật Quỳnh chưa biết vị này, nhưng mà thấy để tu nữ là Nhật Quỳnh kính. Dạ. Nam mô Bụt Tha giá, dạ sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn sức rạng đông. Minh Quách Thanh Á, cô tu nữ tệ duyên. Sức vô thường đã hoan hỷ lên kệ kinh. Người phương Nam vừa vào đạo tràng. Dạ, một lần nữa, bây giờ con cũng chưa có thấy đại đức Minh Mẫn này, con nhìn lại coi sư có online chưa, cũng chưa. Dạ con cung thỉnh, dạ con cung thỉnh quý ngài thái y, có thể là do điền khuyết rồi quá đổi nên đại đức Minh Mẫn quên luôn rồi, quên luôn là ngày hôm nay là của ngài sư giảng rồi. Dạ một lần nữa con cung thỉnh quý ngài thái y ạ. À. Dạ sa thú lành thai. Dạ trong khi chờ đợi quý ngài vào đạo tràng, dạ Nhật Quỳnh xin kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư ạ. À. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ đã lố qua 3 phút rồi. Dạ cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha giá. Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh, trời lỡ mọc đặng nhờ anh hoa lành rải tạng mùi hương, pháp màu ánh sáng phi thường chiếu rõ đường an vui, phàm thiên vẫn ngậm ngùi. Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, việc làm mở nhằm vườn lộc dạ ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như An Vị Hù Dư Niết Bàn. Rồi từ đó mở mang giao pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chăng thối không mòn, những điều lợi ích năm.
Cả tam giới thừa ân phổ cập, đã mưa lành rơi tích rõ. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh nhài thuyên pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, đạo tràng hoan hỷ cho ngài Nhật vào rồi sư trở ra để Nhật mình coi lại sư vào. Dạ, bây giờ thì có lẽ đường truyền sư chưa có, ông thư chưa có vào đạo tràng. Dạ, quý đạo tràng hoan hỷ cho chú Huy Niệm sẽ vào thuyết giảng. Thế nào rồi, sư chạy vào rồi, sư chạy ra mất tiêu. Dạ, quý vị có thấy như vậy không à? Có Nhật Quỳnh không? Dạ, má Nhật Quỳnh có kỳ lu bu lắm. Dạ, dạ Nhật Quỳnh thấy sư giàu rồi thì sư chạy mất tiêu. Dạ, đang online hả Quỳnh? Dạ, kính mong đạo tràng hoan hỷ cho trong giây lát đảnh lễ đại đức Huy Niệm trở lại đạo tràng. Và con cũng xin thay mặt đạo tràng thỉnh đại đức Huy Niệm từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự số 97. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn Minh Quách Thanh Á đã cho bài học. Dạ, bây giờ âm thanh của con chưa bạch sư. Nếu sư nghe được con một tín hiệu, để con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Huy Niệm. Dạ, sư có nghe được âm thanh của con chưa bạch sư? Sư cho con một tín hiệu và sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân mít đến sư. Kính đến lễ đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức, xin chào quý vị Phật tử trong lớp học ngày hôm nay. Hôm nay chắc có thể đại đức Minh vẫn quên hay là vì một lý do gì đó mình trục trặc không có online được. Chứ theo như đúng hôm bữa thì sư có điều thuyết giùm đại đức hôm thứ tư, bữa đó đại đức bận. Và cũng nghe Đức nói là thứ sáu sẽ vào trong lớp sinh hoạt. Nhưng mà hôm nay không có thấy Đại Đức online, cho nên hôm nay sư giảng luôn. Hôm nay chúng ta học kệ ngôn số 97. Rồi bây giờ chúng ta làm lễ tam bảo rồi mình sẽ đi vào buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Chúng con đã mới làm thành kính làm lễ Đức Thế Tôn Bậc A La Hán Đức Chánh Hạnh Giác. Chúng con đã mới làm thành kính làm lễ giáo pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng có công năng hướng thượng đưa đến sự lợi ích cho những ai có lòng tin và thực hành theo. Chúng con đã mới làm thành kính làm lễ ơn Đức Tăng Bảo những bậc được truyền thừa và thực hành theo pháp các ngài đắc được quả thánh còn phàm là mô phạm của chúng sanh, là cái điều của chư thiên gọi là người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý đó. Kệ ngôn pháp cú số 97 ở đây Đức Phật ngài giảng như sau: Asattho Akatanyu cha san thi che do cha yo na ro
Hatha Vakka So Vanta So Sabve Uta Mappo Riso. Lần thứ hai thưa quý vị. Asato Hakatanyu Cha Santichedo Nadyo Nado Chayo Nado Hatha Vakka So Vanta So Sabve Uta Mappo Riso. Lần cuối cùng. Asato akatanyu cha san thiche do cha yo na do hata avakaso aso sabe uttama poriso. Chúng ta có đoạn đầu tiên. Asato akatanyu cha san thiche do cha yo na do hata avakaso vantaso. Trong đoạn này mình có từ đầu tiên, nó là một, đó là từ Asato. Trong từ này mình có tiếp đầu ngữ á và sách tha, danh từ ngữ tánh sách tha có nghĩa là niềm tin, niềm tin. Như vậy thì Asata có nghĩa là người không có niềm tin, người không có niềm tin. Ủa? À, xin lỗi quý vị. Asatho, Asatha có nghĩa là không có tà tính, không có tà tính. Bởi vì sách thá là niềm tin mà á có nghĩa là ngược lại. Ngược lại niềm tin có nghĩa là tà tính. Người nào cũng không có tà tính. Từ thứ hai mình có á cát tanh nhu. Á cát tá là quá khứ phân từ, có nghĩa là đã không được làm. Á cát tanh nhu, từ này có nghĩa là sự không tạo tác, biết được sự không tạo tác, người biết được sự không tạo tác. Ở trong phần này, sự không tạo tác có nghĩa là ám chỉ niết bàn. Rồi. Kế tiếp mình có san chia đồ, san thích chia đồ. Danh từ năm tánh san thí có nghĩa là sự hệ lụy hay là sự tiếp nối. Danh từ năm tánh chia đá có nghĩa là cắt đứt. Như vậy thì san thi che đô có nghĩa là cắt đứt mọi hệ lụy, cắt đứt mọi hệ lụy hay là mọi cái sự ràng buộc. Hát ta quá ca sát, hát ta
Vạ ca sa. Đây là một nhóm từ gồm có, thứ nhất là từ hatha là quá khứ phần từ, có nghĩa là đã được tiêu diệt hay là đã được diệt trừ. Avakkhasa. Avakkhasa, danh từ nam tánh này có nghĩa là cơ hội, cơ hội. Quanh ta sô, quá khứ phân từ quanh ta có nghĩa là đã từ bỏ, và danh từ nữ tánh a sa có nghĩa là ham muốn hay là hy vọng, hy vọng. Như vậy thì ở đoạn vừa rồi là Asato Akatanyu cha Sanh thích chê đô chạc vô nạ đồ Hatta waka so wan ta so. Người nào mà không có tà tính, biết sự không tạo tác, chấm dứt sự tiếp nối, chấm dứt sự hệ lụy, đã tiêu diệt những cái nhân duyên và đã buông bỏ được niềm mong muốn, đã buông bỏ được niềm mong muốn. Rồi, cuối cùng mình có Sāve Uttamapiso. Sā là một đại từ quan hệ. Sā là một đại đại từ, có nghĩa là vị ấy, vị ấy. Từ này đã được chia ra chủ cách rồi. Từ gốc của nó là từ tá. Tamapodiso. Nhóm từ này đầu tiên mình có tính từ, có nghĩa là cao quý, tối thượng. Danh từ nam tánh. Punisa. Sāve Uttamapodiso, chính vị ấy là người tối, chính vị ấy là người tối thượng. Như vậy thì ở đây toàn bộ kệ ngôn pháp cú Asato Akatanyu cha Sanh thích chê đô cha yo na đô Hatta Wakaso Wantaso Sāve Uttamapodiso. Người nào mà không có tà tính, biết sự không tạo tác, cắt đứt sự tối tái sanh, đã tiêu diệt những cái nhân duyên và đã buông bỏ niềm mong muốn, chính vị ấy là người tối thượng. Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ngày dịch như thế này: không tin hiểu vô vi, người cắt mọi lụy, cơ hội tận xả ly, vị ấy thật tối thượng. Đó là cái ý nghĩa của phần từ vựng kệ ngôn pháp cú của bài học hôm nay. Như vậy chúng ta đã xong được một phần. Bây giờ mình tới cái phần thứ hai là phần duyên sự. Quý vị hoan hỷ chờ chút, bởi vì hôm nay là cũng là một cái buổi đột xuất cho nên sư không có coi trước bài. Bởi vì đâu có nghĩ hôm nay giảng đâu.
rồi chị thấy là ồ cũng may mắn hôm nay phần viên sự cũng không có nhiều. Ngôn pháp cú này đã được bậc đạo sư ngài thuyết khi ngự tại Chetavana Vihara, đề cập đến trưởng lão Sariputta. Trong một buổi nọ thì có 30 vị tỳ khưu tu hành hạnh đầu đà ngụ ở rừng Aranyaka về đã yết kiến bậc đạo sư. Sau khi đảnh lễ ngài rồi ngồi qua một bên, Đức Bổn Sư biết rõ được những vị này có căn lành đắc được quả vị A-la-hán với bốn tuệ hiển tích, cho nên đã gọi trưởng lão Sariputta về mà hỏi về ngũ quyền, có nghĩa là tính tính tấn niệm định tuệ năm quyền ở trong cái phần 37 phẩm trợ đạo, nhất là về tính quyền là những yếu tố thành tựu pháp bất tử. Này Sariputta, thầy có đức tin chăng? Kính bạch ngài, nói về tính quyền thì con không đặt niềm tin. Nơi Đức Thế Tôn, thật vậy, bạch ngài, về tính quyền thì những ai chưa biết, chưa nghe, chưa thấy, chưa làm cho thấu rõ, chưa tiếp xúc pháp bất tử một cách trọn vẹn bằng trí tuệ, thì người đó phải đặt niềm tin nơi tha nhân. Trưởng lão đã giải đáp 5 câu hỏi tuần tự về năm quyền, đó là những yếu tố để thành tựu pháp bất tử như vậy. Nghe lời giải của trưởng lão, các tỳ khưu đã hợp nhau bàn tán rằng trưởng lão Sariputta đã giải đáp bằng những luận điệu sai lầm như thế là hôm nay trưởng lão đã biết, đã hết tin nơi Đức Chánh Biến Tri nữa rồi. Nghe vậy, Đức Bổn Sư hỏi, này các tỳ khưu, sao các thầy lại nói như vậy? Chính ta đã không làm phát triển ngũ quyền, không tăng tiếng pháp chỉ quán, mà đã có thể làm cho thấu rõ các đạo quả. Đáp lại câu hỏi, này Sariputta, thầy có đức tin chăng? Thầy ấy cũng làm rõ đạo quả như thế, nên mới nói, thưa bạch ngài, con không có đức tin nơi tha nhân. Thầy ấy không có đức tin nơi đạo quả hiện tại hoặc tương lai của ai cho hoặc của ai làm dùm. Thầy ấy không có đức tin nơi cái chi, nhất là ở nơi hồng ân của chư Phật. Thầy ấy tự mình chứng đắc pháp thiền quán đạo quả, chứ không đặt niềm tin nơi người khác. Bởi thế cho nên thầy ấy mới là người không bị chê trách. Sau khi đã nói rồi thì Đức Thế Tôn ngài đã giảng kệ ngôn pháp cú. Asatto akatang nhu cha sanh thích chê đô chạc vô nạ đô hatta waka so wanta so save utama poriso. Không tin hiểu vô vi, người cắt mọi hệ lụy, cơ hội tầm xả ly, vị ấy thật tối thượng. Sau khi dứt kệ ngôn thì 30 vị tỳ khưu có mặt ở đó đã thành tựu được quả vị A-la-hán cùng với tuệ phân tích. Và những người ở trong đại chúng thính pháp lúc bấy giờ cũng hưởng được cái sự lợi ích. Đó là cái phần duyên sự của bài học ngày hôm nay thưa quý vị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Ở trong phần duyên sự này chúng ta thấy rằng đầu tiên mình để ý một vấn đề như thế này.
Ở đó sư cũng đã từng trình bày cho quý vị rằng đối với những vị tỳ khưu á, trước khi đi một trú xứ khác để hành đạo á, thì cũng thường đến để mà diện kiến bậc đạo sư. Có hai nguyên nhân sư nhắc lại. Thứ nhất là để bày tỏ lòng thành kính đối với thầy. Và thứ hai là từ cái việc ý kiến đó sẽ được nhận một cái lời chỉ giáo nhắc nhở nào đó trước khi đi hành đạo. Rồi ngược lại nữa thưa quý vị, khi những vị tỳ khưu khác ở từ phương xa sau khi hành đạo trở về cũng đến diện kiến bậc đạo sư cùng với hai mục đích đó. Thứ nhất là chào đón hỏi thăm đảnh lễ Đức Thế Tôn, và nguyên nhân thứ hai là những vị nào đó mà chưa trải qua một cái quá trình tu tập bồi bổ phạm hạnh của mình mà chưa có được cái kết quả mỹ mãn đó, chưa thành tựu được đời sống, chưa thành tựu được cái mục đích tối thượng của đời sống sa môn á, thì lúc bây giờ nhờ cái việc diện kiến bậc đạo sư cũng sẽ được một cái lời nhắc nhở, có thể là một sự chỉ giáo hoặc là một cái pháp thoại ngắn, và thông qua cái pháp thoại đó nó sẽ có được cái sự lợi ích, có được sự lợi ích từ quý vị. Và bằng chứng là ở trong bài học này chúng ta thấy rằng 30 vị tỳ khưu này á, sau khi đi hành đạo ở đâu đó trở về gặp Đức Thế Tôn, nghe xong thời pháp về năm quyền, thành tựu quả vị A-la-hán với 4 tội tích ngay tại chỗ đó. Đó là việc điều thứ nhất. Vấn đề thứ hai, ở đây trong năm pháp được gọi là năm quyền đó thưa quý vị, gồm có tính, tấn, niệm, định, tuệ. Năm pháp này rất là quan trọng trong cái quá trình tu tập ở giai đoạn cuối để mà thành tựu được đạo quả siêu thế. Bởi vì nếu như mà một người á, mà không làm cho năm pháp này nổi lên một cách mạnh mẽ, đồng thời biết cách để mà cân bằng, biết cách để mà cân bằng năm cái thì đạo quả nó chưa có sanh thưa quý vị. Đạo quả chưa có sanh. Trong những cái thiện pháp thông thường, khi mà những người cư sĩ làm đó thưa quý vị, thì nó cũng có những cái thành phần của niềm tin, sự tinh tấn, niềm, định, sự chú tâm và có trí tuệ trong đó. Tuy nhiên trong những thiện sự ấy, năm pháp này nó chưa có đủ mạnh để mà được gọi là được xếp ở trong 37 phẩm trợ đạo. Bằng chứng là nói theo A Tỳ Đàm đó thưa quý vị, tính nó là một tâm sở tịnh hảo biến hành, nó có mặt trong cùng khắp tất cả những cái tâm tịnh hảo, dù đó là tâm thiện, tâm đại thiện dục giới hoặc là tâm sắc giới, tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô và tâm siêu thế. Cho nên trong một cái việc thiện thông thường nó cũng có cái sự hiện bày của tính. Nhưng mà tại sao á, tính đó, đó cái niềm tin đó, nó không có, nó chưa có được gọi là đủ sức để mà có thể chấm dứt được cái phiền não, cái phiền não gọi là tà tính. Bởi vì như thế này, quý vị biết không, thông thường á, khi mà mình tu tập á, ở cái bước ban đầu, phần lớn
cái niềm tin của mình đó, nó chủ yếu nó lấy cái đối tượng bên ngoài là chính. Nó chủ yếu nó lấy cái đối tượng bên ngoài là chính. Cho nên chính vì vậy mà nó bị cái sự lệ thuộc. Chúng ta dễ dàng bị mất niềm tin khi mà nhìn thấy cái đối tượng mà mình đặt ở bên ngoài, nơi tha nhân đó, khi có một cái biến cố gì đó nó thay đổi. Chính vì vậy mà cái sức mạnh mà niềm tin đó, mà đặt hướng vào nơi tha nhân đó, đúng không quý vị, nó không có mạnh. Nó cũng là niềm tin chứ không phải là không, nhưng mà nó không có chỗ đứng vững chắc. Có một số những đối tượng chúng sanh, sở dĩ tại sao cái lòng tin của người ta đối với cái con đường tu tập nó lại mạnh hơn, bởi vì bản thân họ khi mà đặt niềm tin vào cái đối tượng ở bên ngoài trước, sau một thời gian thì họ tu tập, họ phát triển lên. Lúc bây giờ cái lòng tin đó, thưa quý vị, nó bắt đầu nó mạnh hơn, do bởi họ trải nghiệm, họ thực hành và họ tu tập, và chính họ thấy những cái pháp đó là những pháp thật sự nó đưa đến cái thành quả tốt đẹp. Và từ cái việc thấy đó thưa quý vị, nó vững hơn. Chẳng hạn sư nói ví dụ như thế này: một người chưa biết gì hết về làm thiện hay là làm ác, thì khi họ chỉ có nghe người khác nói là con nên làm thiện, như vậy thì nó sẽ tốt hơn, bởi vì làm lành thì nó sẽ có kết quả được an vui, làm ác thì nó sẽ có kết quả đau khổ. Do bởi mình nương vào cái vị thầy đó, mình đặt lòng tin, mình thấy vị này cũng là có các căn tươi sáng, rồi có cái lời nói nhẹ nhàng và phù hợp, cho nên chính vì vậy lúc bây giờ mình làm thiện theo những lời vị ấy chỉ dạy. Nhưng mà thưa quý vị, qua một khoảng thời gian, khi mà lỡ có một cái biến cố nào đó xảy ra đối với vị ấy, lúc bây giờ vị ấy có thể hoàn tục, hoặc là phát sinh những cái lậu hoặc mà lúc bây giờ, lúc trước mình chưa có thấy, nhưng mà bây giờ nó sanh ra, thì lúc đó thưa quý vị, chúng ta sẽ dễ dàng đánh mất cái lòng tin, đánh mất lòng tin đối với vị đã từng dạy mình những cái cách tu tập, và kể cả đánh mất lòng tin luôn với cái lời dạy của vị ấy. Lúc bây giờ chúng ta không có làm lành nữa, chúng ta không có làm lành. Nó có thể dẫn đến cái tình trạng đó, bởi vì cái điểm y cứ của mình đó, đặt lòng tin đó, là từ nơi vị đó vào tha nhân. Cho nên khi mà có cái sự biến cố mà thay đổi của cái đó đó, thì lúc bây giờ mình sẽ bị thay đổi theo, lòng tin mình sẽ bị thay đổi theo. Cái trường hợp thứ hai đó chính là một người Phật tử sau khi nghe pháp vị khác, sau đó họ suy xét thẩm nghiệm, thực hành pháp bố thí, và thông qua cái việc thực hành đó, họ trải nghiệm, họ cảm nhận được quả thật ở trong cuộc đời này, tất cả những người mà sở dĩ được giúp đỡ, được chia sẻ cái sự an lạc là do bởi cái lòng thương tưởng bố thí từ nơi những người khác mà nó hiện bày. Chẳng hạn họ suy xét như vậy, thì khi từ cái phương diện suy xét đó, họ mới nghĩ, họ mới nhận thấy rằng quả thật là pháp bố thí là pháp đưa đến cái sự an lạc. Bởi vì trên cuộc đời này, nếu như mà không có cái lòng hảo tâm ấy, từ nơi người khác ấy, thì vốn sẽ không có những cái sự đưa tay ra để mà dìu dắt giúp đỡ những người đang khó khăn. Thì khi nhìn ra được điều đó, thì lúc bây giờ họ đặt niềm tin vào pháp bố thí. Quý vị thấy không? Nó khác nha, nó khác hoàn toàn với cái trường hợp đầu tiên. Do chỉ suy xét như vậy thôi, thì sau này á, lỡ có những cái vấn đề gì xảy ra đối với cái người mà trước đây đã từng hướng dẫn vị đó ở cái bước đầu tiên, thì vị đó cũng không vì như thế mà từ bỏ cái thiện sự bố thí của mình, bởi vì vị ấy lúc bây giờ đã đặt niềm tin vào pháp bố thí.
do đã thấy rõ, hiểu rõ hơn rồi. Nó cũng giống như là chúng ta có lòng tịnh tín đối với tăng, à chúng ta có lòng tịnh tín đối với tam bảo, mà trong đó đối với tăng chúng. Thì quý vị thấy không, cái người mà không có hiểu cái ý nghĩa như thế nào được gọi là tăng, à hội chúng đệ tử của Đức Thế Tôn, không có hiểu được ân đức tăng một cách rõ ràng đó, thì có thể bị đánh mất niềm tin đối với tăng chúng. Khi nhìn thấy những vị sa di hay những vị tỳ kheo có những sở hành bất thiện, do bởi tính chất vì các vị đó vẫn còn là phàm phu, lúc bây giờ chúng ta đánh mất lòng tin. Chuyện này cũng có thể xảy ra. Nếu như mà một người có cái lòng tin được gọi là vững hơn, thì vị đó hiểu được ý nghĩa như thế nào được gọi là hội chúng đệ tử của Đức Thế Tôn. Cho nên cho dù có nhìn thấy những cái cá nhân, các vị sa di hay tỳ khưu nào đó mà có những sở hành sai trái, thì cũng không vì đó mà các ngài đánh mất cái sự tín ngưỡng và kính lễ đối với hội chúng đệ tử của Đức Thế Tôn. Bởi vì lúc đó người đó hiểu rõ ràng sâu sắc như thế nào mới thực sự được gọi là hội chúng của đệ tử của Đức Thế Tôn. Thì hai chuyện này nó cũng y chang vậy thôi, thưa quý vị. Đó, quý vị thấy không, nó có những cái cấp bậc của thiện pháp trong niềm tin đó, nó cũng vậy đó. Mình hướng, mình đặt vô cái bên ngoài, nó chẳng khác nào là mình giao phó hết cái tấm lòng của mình cho người ta rồi. Và khi lỡ người ta có chuyện gì xảy ra, lúc bây giờ là coi như cái tấm lòng của mình nó bị sụp đổ hoàn toàn. Nhưng mà khi mà những người mà người ta không có đem phó thác niềm tin của mình cho người khác nữa, mà người ta đặt vào nơi chính những pháp mà người đó tu tập trải nghiệm, thì như vậy nó sẽ chắc ăn hơn. Nó sẽ chắc ăn hơn, thưa quý vị. Đó, người đó không có dễ bị từ bỏ, bởi vì họ ý thức được là đây là pháp cần phải làm. Đây là pháp cần phải làm. Mà chưa hết đâu, còn nữa. À, một số những người á, mà lúc bây giờ họ tu tập, à nhìn ra được, hiểu ra được cái sự nguy hiểm của năm dục, cái sự nguy hiểm của năm dục, và lúc đó các vị đó đã phát triển và chứng đắc được, thành tựu được con đường để mà an trú vào trong các tầng thiền sắc giới hoặc vô sắc, thì cái lòng tin của những người đó, thưa quý vị, nó còn mạnh hơn nữa. Nó còn mạnh hơn nữa. Bởi vì lúc đó người đó tin là do người đó đã thể nhập, đã chứng đắc. Thì trong trường hợp như vậy á, quý vị biết, mới đầu thì gọi là lòng tin, nhưng mà khi mà lòng tin nó đã đến được một cái giai đoạn mà vững chắc rồi đó, vững chắc, nó khó có bị thay đổi rồi đó, khó có bị dịch chuyển rồi đó, thì trong trường hợp như vậy mình có thể dùng một cái từ để cho nó rõ ràng hơn, đó chính là tự tin. Cái lòng tin của vị đó đã tự được thiết lập và nó vững chắc. Lúc bây giờ vị đó rất là tự tin. Tự tin. Tự tin là sao? Tự tin tức là mình biết chắc về cái điều đó lắm, thì mình mới có cái lòng tin đối với pháp đó. Thì cái trường hợp của những người mà người ta tu tập, người ta có những cái pháp thể nhập về thiền định đó, thưa quý vị, thì cái lòng tin của vị đó đặt vào chính cái pháp thiền mà vị đó đã trải nghiệm thân chứng một cách thật sự. Cái điều đó chắc lắm, thưa quý vị. Điều đó rất là chắc. Rồi, chưa hết đâu. Cứ như vậy mình tu tập, cứ như vậy mình tu tập, à khi mà một vị hành giả phát triển cái trí tuệ của thiền quán á, thưa quý vị, mới đầu á, cái lòng tin của mình đối với cái pháp tu á, nó chưa có nhiều đâu, à nó chưa có nhiều đâu, nó chưa có nhiều, mình vẫn còn ngờ ngờ, mình vẫn còn ngờ ngờ, không biết cái pháp này nó làm sao ta, rồi không biết là nó có chấm dứt khổ thật sự hay không, chưa có tin nhiều đâu. Nhưng mà trải qua một cái thời gian á, mà mình càng luyện tập á, về pháp quán, lúc bây giờ cái trí tuệ, chánh niệm và trí tuệ của mình nó sanh,
mình thấy được một cách trực tiếp, rõ ràng hơn về cái sự vô thường. Mới đầu mình chưa có tu á, làm sao mà mình thấy được sanh diệt, thưa quý vị? Sao mình thấy được cái sự sanh diệt một cách cực kỳ mau chóng? Cùng lắm thì mình chỉ hiểu mơ mơ màng màng đó là con người có sống thì phải có chết. Nhưng mà cái khoảng thời gian giữa sống và chết, mình trong tâm của mình nghĩ rằng nó rất là lâu, tới 5-70 năm là, chứ không có chết nhanh như vậy đâu. Nhưng mà khi một người mà hành giả tu quán, họ thấy được cái sự sanh lên và diệt đi của các pháp, từ nơi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ, nó cực kỳ chăng chóng. Thì lúc bây giờ vị đó càng tin tưởng hơn, quả thật là các pháp hữu vi là vô thường. Cái lòng tin đó, đó thưa quý vị, cái lòng tin mà phát sanh từ cái việc tu tập á, mà thấy rõ bằng cái sự chứng kiến của bản thân mình á, nó rất là chắc. Nó rất là chắc. Tuy nó chỉ ở giai đoạn phàm phu thôi, nhưng mà nó bắt đầu nó hình thành một cái sự trưởng thành dần dần rồi, dần dần rồi. Và cứ như vậy cho đến lúc nó đạt đến cái sự bất động. Thì trường hợp như vậy nó có ở nơi một vị vị dị luôn. Trường hợp như vậy nó có nơi một cái vị dị luôn. Tương tự như vậy, đối với những pháp còn lại, sự tinh tấn cũng vậy nữa. Sự tinh tấn cũng vậy nữa thưa quý vị. Mới đầu mình chưa có siêng tu đâu. Bởi vì tại sao? Bởi vì mình chưa có nếm được cái sự lợi ích của thiện pháp, và chưa thấy được cái sự nguy hại rõ ràng của ác bất thiện pháp. Do tâm, tại sao lại như vậy? Bởi vì do tâm của mình, cái khuynh hướng về bất thiện bao giờ nó cũng nhiều. Phàm phu á thưa quý vị, phần lớn khuynh hướng về bất thiện của mình nó mạnh hơn. Mà cái số thời gian mình ở trong cái pháp bất thiện á, nó nhiều á, thì lúc bây giờ mình sẽ không thấy được cái sự lợi lạc của thiện pháp. Nhưng mà khi mà chúng ta tu tập thì dần dần mình sẽ nếm được cái hương vị của những thiện pháp. Chẳng hạn như trước đây mình chưa có cảm nhận được cái sự lợi ích và hoan hỷ trong cái pháp bố thí hoặc là giữ giới, thì bây giờ tự nhiên mình cứ bố thí giữ giới riết, tự nhiên mình cảm nhận được cái niềm hoan hỷ và an lạc từ nơi những thiện pháp đó. Lúc bây giờ chúng ta càng siêng làm hơn, chúng ta mới có cái sức hút để mà thực hiện những điều đó nhiều hơn nữa. Bởi vì mình cái gì mình con người mình ngộm thưa quý vị, mình thấy có lợi mình mới làm mà. Mình thấy có lợi mình mới làm. Cứ như vậy mình càng siêng hơn. Kể cả trong việc tu tập thiền định và thiền quán cũng vậy thôi. Mới đầu mình chưa có nhiều những cái kết quả, chưa thấy được sự lợi ích, nhưng mà từ từ khi mà đi càng sâu hơn thì chúng ta mới cảm nhận được những lời dạy của Đức Phật về thiện, về bất thiện, về sự vô thường của pháp hữu vi. Quả thực là nó có thật. Cho nên từ đó chúng ta cảm nhận được cái sự lợi lạc. Và như vậy mình sẽ càng có cái sự phấn khởi hơn đó, có sự phấn khởi hơn. Siêng làm. Nó từng bước hình thành như vậy đó. Rồi niệm cũng vậy. Mới đầu mình tu tập á, cái khả năng về ý thức về bản thân để mà giữ cho thân khẩu ý của mình á, nó được đàng hoàng thôi, chứ đừng có nói chi đến chánh niệm xa xôi, thì lúc đó cũng là khó rồi. Nhưng mà một người khi đã quen dần với việc ý thức bản thân mình thì cái phần lớn cái thời gian của họ trú trong thiện pháp quý vị nó rất là nhiều. Tuy cái đời sống của họ chưa có tiến hành tu tập tuệ quán, nhưng mà phải nói rằng trong một ngày họ tụng kinh nè, họ niệm tưởng ân Đức Phật nè, họ đi chùa nè, làm công quả nè, trai tăng nè, rồi hồi hướng nè, đến quyến thuộc vân vân. Cứ như vậy trong một ngày và từ ngày này qua ngày khác, cái thời gian đó thưa quý vị, cái thời gian biết mình á, tỉnh táo, nó rất là
rất là nhiều, nó rất là nhiều, nó rất là nhiều. Cứ như vậy chúng ta phát triển thêm nữa, đi sâu hơn nữa, và niệm á được vững mạnh, được trưởng dưỡng ở cái giai đoạn là tu tập pháp quán minh sát, chỉ vào quán. Bởi vì tại sao lại như vậy? Quý vị biết không, trong những cái thiện sự thông thường á, của đời sống sinh hoạt Phật tử của chúng ta cơ bản đó, nó cũng có phẩm chất của niệm, tâm sở niệm ở trong tâm thiện, chứ không phải là không. Bởi vì niệm nó là tâm sở tịnh hảo biến hành mà. Cho nên mình làm thiện bình thường như mình giữ giới, rồi mình đi làm công quả phục vụ, nó cũng có niệm đó chứ không phải là không. Nhưng mà nó chưa có được vững. Vì sao? Bởi vì nó còn bắt cảnh tục đế nhiều quá. Nó còn bắt cảnh về ông này bà kia, về tôi, về người, về xe, về nhà, về cửa. Cho nên chính vì thế mà nó dễ dàng có thể bị những loại phiền não khác có thể xen vào. Nhưng khi mà cái người tu tập tại quán á, thì niệm lúc bây giờ nó bắt cảnh danh sắc, nó thấy được cái bản chất của pháp, cho dù là bất thiện hay kể cả đối với thiện pháp đi nữa, thì nó cũng hiện bày dưới tam tước. Và chính bởi như vậy á, cho nên nó vững hơn, nó vững hơn, quý vị, nó chắc hơn. Mình làm thiện á mà không có kèm theo với cái sự hiểu biết là vô ngã, thưa quý vị, mình có thể bị tự hào đối với thiện pháp mà mình vừa mới làm, mình có thể bị rơi vào khen mình chê người. Nhưng mà cái người mà làm thiện á, mà có đi kèm với cái sự hiểu biết, đồng thời là Đức Thế Tôn ngày dạy rằng các pháp là vô ngã, thì cái sự việc đó nó bảo vệ cho họ không có bị rơi vào cái trạng thái khen mình chê người, đúng không? Cho nên nó vững hơn, chắc chắn hơn, chắc chắn hơn. Và tương tự như vậy với những pháp còn lại, tương tự như vậy đối với những pháp còn lại. Và năm pháp này, thưa quý vị, tu tập cần phải được quân bình. Quân bình tức là mình phải thấy được những cái thuộc tính của pháp này, nó có trong tâm mình cái nào mạnh, cái nào yếu. Nếu như cái nào mà nó yếu quá thì mình đẩy nó lên, cái nào yếu quá mình đẩy nó lên, còn cái nào mà nó vượt trội quá, lúc bây giờ mình phải nhìn ra được cái pháp yếu hơn, những cái pháp yếu hơn, để mình nâng cái pháp kia lên cho nó ngang bằng, cho nó quân bình, cho nó quân bình. Và nhờ vậy nó mới có đến một lúc nó đủ năng lực, đủ sức mạnh để mà nó chấm dứt được, nó chấm dứt được cái phiền não ngủ ngầm, chấm dứt được phiền não ngủ ngầm. Cho nên chính vì thế mà trong cái trường hợp Ngài Xá Lợi Phất, lý do tại sao mà Ngài trả lời một câu, Ngài nói là con không đặt niềm tin, người khác người ta không hiểu cái ý của Ngài nói, thì người ta cho là ồ, Ngài Xá Lợi Phất Ngài tu tập sao mà từ coi như là đến bây giờ mà Ngài tuyên bố một câu là không có tin nơi bậc đạo sư, thì như vậy nó vô lý quá. Thì quay trở lại trong một cái bài kinh ở trong Tăng Chi Bộ, thưa quý vị, trong Tăng Chi Bộ, Đức Phật Ngài cũng từng dạy, Ngài cũng từng dạy rằng đừng có vì tin tưởng điều đó là do bởi nguyên nhân người đó là thầy của ta. Đó, ý muốn nói đến điều này, Ngài Xá Lợi Phất Ngài muốn nói đến cái chi pháp này, không phải vì bậc đạo sư thầy, mà vì đó Ngài có cái lòng tin. Mà sở dĩ Ngài có lòng tin là tự nơi cái sự nỗ lực tu tập của chính bản thân mình, và do biết chắc được con đường rõ ràng và thành tựu rồi, cho nên lúc bây giờ cái lòng tin của Ngài đặt vào nơi chính những cái mà Ngài đã thành tựu được. Có nghĩa là đặt niềm tin vào pháp đó, chứ không có đặt niềm tin vào ngoại cảnh. Ý là như vậy đó, ý là như vậy. Cho nên vì thế mà Đức Thế Tôn Ngài mới nói với các vị tỳ khưu là Xá Lợi Phất là đúng là đáng khen, đúng là đáng khen, đúng là đáng khen. Rồi.
Đó là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta đi đến cái ý nghĩa của kệ ngôn. Sư nghĩ rằng chắc cũng không cần thiết nữa đâu. Đấy, thứ nhất là chúng ta cũng gần hết giờ rồi. Thứ hai là ý nghĩa kệ ngôn cũng rất là rõ ràng rồi. Không tin hiểu vô vi, người cắt mọi hệ lụy, cơ hội tận xả ly, vị ấy thật tối thượng. Câu này là bậc đạo sư ngài ngài cũng xác nhận với ý của ngài á, là ngài cũng muốn nói đến rằng cái lòng tin á, cái lòng tin mà gọi là chân chánh của mình á, thật sự là do từ nơi cái sự thấu triệt, cái sự chứng đắc tự thân, chứng đạt được của chính bản thân mình, cái đó nó mới là có giá trị nhất. Và ở trường hợp của ngài Xá Lợi Phất là như vậy, thưa quý vị. Cho nên vị ấy là tối thượng, vị ấy là tối thượng. Rồi, sư xin chấm dứt ở đây. Đó là những gì mà sư trình bày ở trong cái buổi học kệ ngôn phúc cú số 97 này. Phần thời gian còn lại thì xin mời quý vị hãy làm những việc cần phải làm để cho buổi học được hoàn mãn. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân đại đức Quy Niệm đã giảng nghĩa từ dựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp cú số 97 cho hàng Phật tử chúng con hiểu rõ và cố gắng thực hành theo những lời Phật dạy, hầu thoát khỏi tự sanh luân hồi. Sau đây chúng con kính cung thỉnh đại thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung cho chúng con được tròn đủ phước báo. Con kính dâng mít đến sư. Lobato sapa mangalang rakanto sbede kota sapa buta nufa sote ikongon tute lobato sapa mangalang rakanto sbede kota sapa hamma nufa wena sada sote ikongon tute lobato sapa mangalang rakanto sbede kota sapa sangha nufa wena sada sote ikongon tute. Các anh phương hằng có đến người, xin chư thiên hậu trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, có sanh lợi thần thường đến người. Cầu xin cho hóa của tâm tinh thành tâm báo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lành thai, thành kính tri hạnh, chúng con thành kính tri ân chư tôn từ bi quan lâm đến đạo tràng, chứng minh cho lớp học được thêm phần phước báo. Chúng con rất hoan hỷ sự hiện diện của quý ngài, chúng con thành kính chúc quý ngài thân tâm luôn an lạc, an vui trong